bảo trợ bởi thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333, nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Lít Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh. Chương trình của chúng tôi được phát hành vào mỗi thứ tư và thứ sáu lúc 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Hôm nay, thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày hôm nay ở những nơi chùa chiền cúng kiến hoặc là ở cõi âm hoặc là ghi vào tên thánh trong nhà thờ lúc cho con sanh đẻ đó, sanh ra đó thì người ta gọi là ngày Canh Dần tháng Giáp Ngọ. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, ngày Canh Dần thì nó tốt cho người tuổi Canh Thân năm 1980, tốt của ngày hôm nay thôi, và tốt cho người và xấu cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, chỉ riêng ngày hôm nay mà thôi. Và ngày hôm nay kính thưa quý vị, đó là ngày mùng 2, tức là ngày khởi đầu của ngày tháng 5 âm lịch nhằm vào tháng 6 dương lịch. Và trong tháng 6 này thì kính thưa quý vị, chúng ta có cái tháng Giáp Ngọ là cái chi ngọ, nó khắc cái can của năm Tân Sửu, cho nên đây là cái việc chi nó khắc can, nó sẽ động cái hào quan quỷ, nghĩa là mọi sự trên thế gian vào trong cái tháng này chúng ta sẽ có cái việc là động bởi quan quỷ, tức là những cái vụ như kiện cáo và những cái việc như là tranh chấp và khai mở business ra vân vân, thì đó là những cái việc mà chúng ta cần lưu ý trong tháng. Cho nên kính thưa quý vị, chủ đề của chúng tôi hôm nay xin chọn đó là chuẩn bị cuộc sống cho tháng 6 dương lịch đầy cam go. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng là tháng 6 dương lịch thì chúng tôi phải tính như thế này, là ngày từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 dương lịch, tức là nhằm vào tháng 5 âm lịch. Quý vị nhớ là ngày 10 bắt đầu từ ngày 10 tháng 6, tức là từ ngày hôm qua cho đến ngày 10 tháng 7 dương lịch, chúng ta sẽ gặp những chuyện mà đến với thế gian này, là đến với tất cả mọi việc trên quả địa cầu này, từng nước nào cũng vậy, người ta đang gặp cái việc mà tôi gọi là chi khắc quan, tức là tranh chấp quyền lợi, kiện cáo, thăng quan tiến chức, bệnh tật và những điều lo âu, là cái tháng mà lo âu nhất ở trong năm. Cho nên chúng tôi lấy chủ đề là chuẩn bị cuộc sống cho tháng 6 dương lịch đầy cam go, tính từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 đến ngày 7 ngày 10 tháng 6 dương lịch đến ngày 10 tháng 7 dương lịch. Và chúng ta sẽ sửa soạn và cuộc sống như thế nào. Như chúng tôi đã trình bày thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta đang ở trong cái tình trạng mà mở business, hoặc chúng ta đang có tranh chấp về những cái contract, hoặc là chúng ta đi đấu thầu, hoặc là chúng ta khai trương, hoặc là chúng ta có những cái vụ kiện cáo, hoặc là dự định mà thưa kiện hoặc là bị thưa kiện vân vân, thì nên đình trệ trong tháng này, bởi vì đây là cái tháng mà dễ có sự thù nghịch rất là nhiều. Quan quỷ thường thường nó tượng trưng cho việc thăng quan tiến chức, và quỷ nó tượng trưng cho cái bệnh tật. Cho nên kính thưa quý vị, về ăn uống thì chúng ta phải vô cùng sửa soạn và chuẩn bị cho chúng ta cẩn trọng, nhất là ăn uống của chúng ta. Những người mà năm nay, những người năm nay như những người tuổi Mậu Tuất và Mậu Tý đó, hoặc là tuổi Mậu Thân và Kỷ Dậu đó, đó là những tuổi mà nó có cái hành nó bị khắc chế bởi cái tháng, cho nên là những tuổi đó rất là dễ bị bệnh tật, rất dễ bị bệnh tật. Có người thì bệnh vào mùa xuân, có người thì bệnh vào mùa hạ, có người bệnh vào mùa thu, mùa đông vân vân. Nhưng mà cái tháng này là cái tháng bệnh cho những người tuổi sinh năm 1958, tuổi Mậu Tý, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1948 và 2008 cho tuổi Mậu Tý, những người sinh năm Mậu Thân sinh năm 1968 và những người sinh năm 1969. Đó là những điều mà chúng ta phải cẩn trọng sức khỏe và ăn uống của mình. Hơn nữa kính thưa quý vị, trong cái tháng này thì chúng ta có đào hoa chạm cô thần quả tú ở trong tháng năm âm lịch, tức là từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Khi mà đào hoa chạm của thần quả tú đó, thì những cái chuyện tình cảm của chúng ta dễ gặp nhiều khó khăn và trắc trở lắm. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng, đó là cái việc từ trên cái khoảng không gian và thời gian nó sẽ ứng những cái sao đào hoa và cô thần quả tú
đối với tất cả mọi người ở trên trái đất này. Và trong cái tháng năm âm lịch, tức là từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên, đó là cái ứng thời của cái khoảng không gian thời gian, nhưng mà có từng tuổi một, từng người một khác nhau, có người sẽ gặp, có người sẽ không gặp. Nhưng đây là cái điều khoảng chung, tức là một cái thần xác nó đi xuống từng cái tháng một, thì chúng tôi xin báo cáo là như thế, để chúng ta sửa soạn nhớ vào cái tuổi của mình. Tôi chỉ lấy đơn giản có một vài tuổi thôi, bởi vì không đủ thời gian để nói được hết tất cả 60 tuổi. Thì riêng vào tháng Giáp Ngọ này có hành kim, thì nó là tốt cho tuổi Tân Tỵ, tức là những người mà sinh năm 1941 đến và những người sinh năm 2001 đó, thì là tuổi Tân Tỵ. Tân Tỵ nó có hành kim, tháng Giáp Ngọ nó có kim, tức là nó vượng, tức là nói chung là vượng khí của cái tháng cho cái tuổi đó, chúng ta có thể thoát qua được những cái khó khăn của cái tháng này. Tức là nếu chúng ta có tranh chấp gì đó, hoặc chúng ta có những cái việc mà kinh tế hay là tiền tài của mình, thì tương đối là gặp may mắn cho cái tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941 và tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Riêng về tuổi Ất Mùi, tuổi Ất Mùi nó có hành kim, nó cũng là những người sinh năm 1955, là những người tương đối trong cái tháng này chúng ta có thể qua được cái tháng này là may mắn. Còn những người mà sinh năm 1958 tuổi Mậu Tuất và sinh năm 1948 và sinh năm 2008 tuổi Mậu Tý thì thuộc về hỏa, chắc chắn sẽ gặp nhiều cái sóng gió chông gai vô cùng. Và những người tuổi sinh Mậu Thân năm 1968 và những người sinh vào tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ gặp nhiều sóng gió chông gai trong cái năm này. Như kính thưa quý vị, chúng tôi đã vừa trình bày sơ lược qua một cách tổng quan là với chủ đề chuẩn bị cuộc sống cho tháng 6 dương lịch đầy cam go, thì một cách tổng quan chúng ta đã rõ rằng là đây là cái tháng mà sẽ nhiều sự tranh chấp, nhiều sự gọi là kêu ra để mà tranh tụng, hoặc là tấn công, hoặc là buôn bán làm ăn, tức là mọi việc về văn học cho đến chính trị, cho đến nghệ thuật, cho đến cuộc sống sinh hoạt, chúng ta đều gặp những cái chuyện sóng gió chông gai. Như ở Mỹ chúng ta thì chúng ta thấy là rất có nhiều cuộc tranh tụng đang cãi cọ, và vấn đề mà tòa án tại nước Mỹ của chúng ta đang gây cấn đến hồi kinh khủng lắm. Và tại Việt Nam thì cũng quý vị cũng xảy ra những cái việc như chúng ta thấy rằng là có những người mà đại khái là chúng tôi nghe qua là có vấn đề của cơ sở Đại Nam với nghệ sĩ, với một số người đang có những sự tranh chấp với nhau rất là khủng khiếp, đó là vấn đề quan quỷ ở trong cái tháng 6 dương lịch, tức là tháng 4 và tháng 5 âm lịch vừa qua. Trong 2 tháng qua chúng ta gặp những chuyện quan quỷ là như thế. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi chọn ra một vài tuổi để làm một cái ví dụ, bởi vì chúng tôi không đủ thời gian để nói được hết 60 tuổi. Chúng tôi chỉ nói rằng là những người mà đáng sợ nhất, lo lắng nhất ở trong cái tháng này, đó là những người sinh năm 1958 tuổi Mậu Tuất và những người sinh năm 1948 và 2008 tuổi Mậu Tý phải cẩn trọng vô cùng. Thêm nữa là người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân và sinh năm 1969 là những người có cái tuổi mà cái ngũ hành nó khắc chế sự quan quỷ gây gỗ chia rẽ rất là dễ xảy ra. Cho nên chúng ta phải đầm xuống, phải ngồi yên, phải lắng đọng xuống để mà chờ cái thời gian nó qua đi. Tuy nhiên là có những cái tuổi tốt, đó là nếu gặp sóng gió chông gai gì thì những tuổi này có thể qua được cái khó khăn của mình có dễ dàng, và có khi tạo được cái điều tốt may mắn, đó là những người sinh năm 1941 và 2001 tuổi Tân Tỵ có hành kim, và người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 đó là tuổi tốt, và chúng ta cũng có tuổi Ất Mùi. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, đó là những cái tuổi mà thuộc về cái mạng khí kim của cái tháng Giáp Ngọ kim. Thứ tư đồng khí, như cái tháng xuống sẽ có những sự dễ dàng sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Đây là một cái tổng quan cho những tuổi của cái tháng. Tuy nhiên con người của chúng ta có cái giờ sanh nữa, tuổi với tháng thì chúng ta cũng phần nào được chính xác rồi, nhưng nếu chúng ta có được cái giờ sanh nữa thì chúng ta sẽ có được cái tử vi số mệnh của mình, và chúng ta sẽ biết được là trong cái tháng năm của chúng ta đó, thì là chúng ta thuộc về tháng của cha mẹ hay là tháng của tiền bạc.
hay là tháng của tật ách, hoặc là tháng của anh huynh đệ, hoặc là tháng của vợ chồng, vân vân. Thì trong cái tháng năm chúng ta sẽ xác định một cách rõ ràng, chính xác hơn là cái khía cạnh khó khăn của chúng ta nó trực thuộc về cái tháng năm này là khó khăn của vấn đề gì trong 12 cung ngũ hành, trong 12 cung tử vi của cái âm dương ngũ hành, chúng ta sẽ xác định được rất rõ ràng trong cái tháng này. Nói chung thưa quý vị, chúng ta có một cái trí tuệ, chúng ta có sự thông minh, chúng ta có bằng cấp, chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống, thẳng nhiên là chúng ta phải tin tưởng vào trong chúng ta trước nhất, và vận mệnh đã nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta có những cái dự báo của thời tiết, dự báo của tử vi số mệnh, dự báo của tháng ngày để chúng ta theo dõi đó, để mà chúng ta làm công việc của mình. Ví dụ như người đi ra ngoài biển thường xuyên, cho nên phải lấy thời tiết rất là rõ ràng. Và chúng ta trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta lại có những cái dự báo của âm dương ngũ hành để chúng ta phát triển cho cuộc sống, cuộc đời của chúng ta được toàn hảo hơn. Chúng tôi xin mời quý vị vào phần quảng cáo thương mại của đài. Hẹn gặp lại phần thứ hai trong giây lát. Xin kính chào.